Xin chào các bạn đến với kênh của mình Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau công phá một số câu vận dụng cao hàm số thì Trước khi bắt đầu video các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình Để có thể nhận những thông báo về những video mới nhất nhé Đến với câu đầu tiên này, bài toán cho đồ thị của hàm số y bằng fx và ở đây các bạn cần có hàm gx bằng f của fx thì trước hết để xác định số điểm cực trị của một hàm số thì chúng ta sẽ tính đạo hàm của nó rồi ở đây mình có như sau g phẩy g nó chính là bằng bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của hàm gx nó chính bằng f phẩy x nhân với f phẩy của fx này rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đạo hàm này bằng không G'x bằng 0 Cái này tương đương với lại hoặc là F'x bằng 0 Hoặc là F' phải của Fx bằng 0 Bây giờ chúng ta sẽ giải hai phương trình này Thì từ đồ thị mình thấy được là hàm Fx có các điểm cực trị Điểm cực trị thứ nhất là trong khoảng từ 1 đến 2 thì mình sẽ giả sử nó là 1,5 Rồi tương tự nó sẽ có điểm cực trị 2 và điểm cộng trị thứ ba thì mình sẽ giả sử nó là 2,5 thì chúng ta phải giả sử nó dễ làm mình sẽ xét phương trình thứ nhất là f'x phải x bằng 0 thì phương trình này có 3 nghiệm đó chính là x bằng 1,5 x bằng 2 và x bằng 2,5 thì chúng ta sẽ có trường đầu tiên là nó sẽ cho 3 nghiệm trường thứ hai f của fx bằng 0 rồi mình sẽ coi cái lõi nó như một cái biến thì điều này tương đương với lại hoặc là fx bằng 1,5 tiếp theo là fx bằng 2 và fx bằng 2,5 đây rồi bây giờ bạn lưu ý cho mình như sau với mỗi trường hợp là fx bằng 1,5 fx bằng 2 và fx bằng 2,5 thì ta vẽ các đường thẳng y bằng 1,5 y bằng 2 và y bằng 2,5 ta thấy được là mỗi trường hợp này nó sẽ cấp tại hai điểm hai điểm vậy thì mỗi phương trình này sẽ có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt vậy tổng cộng thì ta có là uh, 2 cộng 2 cộng 2 là 6 cộng với 3 là 9 Tổng cộng là có 9 điểm cực trị Hàm số gx có 9 điểm cực trị Vậy đáp án chính xác ở đây chính là phương án B Rồi thì câu đầu tiên thì là một câu khá là cơ bản Các bạn chỉ cần đạo hàm Rồi sau đó các bạn sẽ xếp tương giao của hàm số Fx và hàm Fx Bây giờ mình sẽ đến với câu thứ hai Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo thì như bạn thấy được đây là câu tương giao đồ thị của hàm bậc nhất chi bậc nhất thì chắc chắn việc đầu tiên chúng ta làm chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm chúng ta có như sau phương trình hoành độ giao điểm của nó chính là 2x cộng 1 chia cho x cộng 1 chính là bằng trừ 2x cộng m thì đến đây thì mình sẽ biến đổi tương đương tương đương với lại chính là x về khác chữ 1 thì phân thức mới có nghĩa và đồng thời mình nhân chéo lên 2x cộng 1 chính là bằng x cộng 1 nhân với lại chữ 2x mình cộng với m đây rồi sau khi biến đổi tương đương mình được như thế này bây giờ mình sẽ nhân phân phối cái bên trong vào với nhau khi cái này tương đương với lại và là x khác trừ 1 là cái thứ nhất và cái thứ hai đó chính là 2x bình phương 2x bình phương trừ cho m trừ 4 x m 4 của x sẽ đó là trừ m cộng 1 cái này bằng 0 rồi bây giờ chúng ta đã có hệ hai phương trình như thế này thì để đường thẳng D cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt nó phải khác trừ 1 thì nó sẽ để yêu cầu bài toán đây mình sẽ ghi ra yêu cầu bài toán tương đương với lại đó chính là gì Delta phải lớn hơn không thì phương trình mới có hai nghiệm phân biệt được và đồng thời đồng thời nó phải có nghiệm khác trừ 1 ở đây nghĩa là mình sẽ thay trừ 1 vào trong cái đây Có nghĩa là gì? Nó sẽ được là trừ 1 bên đây là 2 cộng m trừ 4 Trừ cho m cộng 1 hay khác không Thì cái này luôn đúng Nè, luôn đúng với mọi m Bởi vì sao? Đây là m trừ m là hết rồi 2 cộng 1 trừ 4 thì nó phải luôn khác không với mọi m rồi Cho nên là chúng ta chỉ cần điều kiện là delta tai dương Đại tên dương tức là B bình phương trừ B bình trừ 4 AC là m bình cộng nó phải dương thì cái này cũng luôn đúng. Luôn đúng với mọi m thuộc R. Vậy từ đây ta sẽ kết luận được đó chính là đường thẳng d luôn cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt h 1. Rồi, bây giờ mình sẽ xác định tọa độ của các giao điểm. Tức là mình sẽ gọi điểm điểm thứ nhất là điểm A có tọa độ x1 và điểm B là có hoành độ là x2. Bây giờ điểm A và điểm B cùng thuộc đường thẳng d và nó cũng thuộc đồ thị C cho nên mình sẽ xét nó thuộc đường thẳng D tức là tung độ của nó hay là trừ 2x1 cộng m ở đây là tung độ của nó là trừ 2x2 cộng m thì việc mà mình sẽ cho hai điểm này thuộc đường thẳng thì sẽ giúp cho việc chúng ta sẽ, sẽ tính khoảng cách dễ hơn và từ đây mình sẽ tính khoảng cách AB AB độ dài AB đây chính là bằng căn bậc 2 của x1 chứa x2 tất cả bình rồi còn y1 trừ y2 thì rất là may mắn ở đây tại là nó sẽ rút gọn ẩn mở đi với nhau nó sẽ còn ở đây là uh, cộng cho 4 x1 trừ x2 tất cả bình phương rồi chúng ta bình tĩnh rút gọn luôn thì cái này nó chính là bằng căn 5 của trị đối của x1 trừ x2 đây thì phản nhận xét cho mình đó chính là khi các bạn giải các bài toán VS chúng ta có hiệu của x1 trừ x2 có trị đối ở đây thì mình sẽ đưa về căn của cái đó bình phương đưa về căn theo tổng bình phương tức là AB chính là bằng gì bằng căn 5 nhân cho căn bậc 2 của x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ cho 4 x1 x2 ở đây rồi mình đã đưa về tổng và tích bây giờ mình sẽ thay vào tổng thì bằng trừ b chia a tích sẽ bằng c chia a ở đây mình thay vào mình thấy được là nó bằng căn của 5 phần 4 bờ bình phương cộng 8 rồi khi thay vào mình được như thế này Bây giờ cái này kêu là đoạn AB phải có độ dài nhỏ nhất thì chắc chắn độ dài nhỏ nhất đạt được khi vậy mình sẽ suy được ở đây đây là một hàm bậc 2 thì mình sẽ suy ra được đây chính là AB sẽ min AB min khi và chỉ khi M bằng 0 tức là do M bình luôn lớn hơn bằng 0 với mọi thuộc với mọi M thuộc R cho nên là cái này nó sẽ min khi M bằng 0 đề bài chỉ hỏi độ dài AB min thôi mình sẽ thay M bằng 0 vào được 5 phần 4 nhân cho 0 cộng 8 là 5 phần 4 nhân 8 là bằng căn 10 Vậy mình sẽ chia được đáp án chính xác ở đây chính là đáp án C Thì như các bạn thấy cho mình bài toán này không phải là một bài toán khó Tuy nhiên chúng ta cần phải tính toán một cách chính xác và chúng ta phải lưu ý các cái điều kiện cho các cái giao điểm của cái đồ thị Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục sau khi đọc cái bài tài toán thì mình thấy nó đề cập những các điểm cực trị của hàm bậc 3 thì mình không cần nghĩ gì hết mình đạo hàm ngay luôn y phẩy của nó chính là bằng x bình phương 3 x bình phương mình thấy thì có, có cái hệ số 3 đứng trước rồi bây giờ mình sẽ đặt nhân từ chung luôn 3 x bình phương trừ cho 2 mx mình cộng cho m bình phương trừ 1 thì bây giờ mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0 y phải này bằng 0 khi và chỉ khi hoặc là hai trường hợp x bằng và x bằng thì bạn cảm bạn nhìn cho mình như sau thì mình thấy được bây giờ mình sẽ nhập hai số có tổng là 2m và có tích là m bình trừ 1 thì mình nghĩ ngay đến hai số đó chính là m trừ 1 đây và m cộng 1 đây Bởi vì hai số này có tổng là 2m và tích là m bình trừ 1 thì nó chính là nghiệm của phương trình này rồi mình có hai trường hợp là hoặc là x bằng m trừ 1 hoặc là x bằng m cộng 1 bây giờ là do là do hai điểm này là hai điểm cực trị của hàm số bậc 3 nên mình sẽ thay vào thì mình sẽ suy ra được là đây là mình đặt đây x1 đi x2 mình để đây dấu và thì mình sẽ suy ra được là y1 sẽ bằng bây giờ mình thay vào là mình sẽ thay vào phương trình của hàm bậc 3 thì mình sẽ rút gọn mình sẽ được là thì y1 sẽ có tọa độ m mũ 3 trừ 3m cộng 2 đây thì mình sẽ thay cái m trừ 1 này vào phương trình của hàm bậc 3 mình sẽ thu được y1 như thế này và tương tự thì y2 mình cũng tính được đó chính là bằng m mũ 3 trừ 3m -2 nhưng nó khác ở đây một chỗ là đây sẽ là trừ 2 vậy mình sẽ suy ra được đây chính là tọa độ của hai điểm cực trị bây giờ mình sẽ tính khoảng cách của nó đến đường thẳng delta đây là d của mình gọi điểm thứ nhất là điểm a cho đến delta chính là bằng d của điểm b cho đến delta đây a và b và hai điểm cực trị của hàm bậc ba bây giờ thì mình sẽ dùng công thức khoảng cách chính là mình sẽ lấy 3 của 3 x nè 3 m 1 đây sau đó mình trừ cho m mũ 3 trừ 3m cộng 2. Rồi bây giờ mình trừ đi 5, mình để tuyệt đối. Chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình đó chính là uh, 9 cộng 1. Rồi tương tự, cái bên đây nó cũng bằng. Mình lại phân số nè. Với mẫu thì tất chắn là căn bậc 2 của A bình cộng B bình thì nó giống nhau rồi. Đến đây thì mình không nói được gì hết. Nhưng cái từ nó sẽ khác nhau. Đây là 3m cộng 1 trừ cho m bình trừ 3m trừ 2 rồi trừ đi 5 là trị đối đây rồi sau khi mình thay vào phương trình khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng bây giờ mình sẽ giải phương trình này thì giải phương trình này rất dễ cái mẫu nó giống nhau rồi nên chúng ta sẽ rút gọn được cái mẫu với nhau còn hai cái tự bằng nhau giải phương trình này mình sẽ sử dụng máy tính Casio đây thì máy tính Casio của mình mình sẽ nhập vào máy tính đây mình sẽ nhập trị đối trước trị đối của 3 lần của trừ 1 mình trừ cho x mũ 3 đây trừ 3x cộng 2 trừ đi 5 cái này bằng tuyệt đối 3 lần x cộng 1 trừ cho x mũ 3 trừ 3x đó, à, trừ 3x trừ 2 đó bây giờ trừ đi 5 thì mình sẽ giải phương trình này mình cho đầu tiên mình cho x bằng 10 trước đây thì mình sẽ giải nghiệm đầu tiên là x bằng 1 là một nghiệm đẹp nhớ chứ mình nó có nghiệm thứ nhất là mình ghi ở đây nghiệm thứ nhất là x uh, bằng 1 rồi bây giờ mình sẽ giải thêm một vài nghiệm nữa cách dễ nhất là bây giờ mình sẽ ship son tiếp mình sẽ cho x bằng 0 bấm dấu bằng đây nó ra nghiệm thứ hai 1,791 mình ra nghiệm thứ hai như thế này rồi bây giờ mình sẽ giải ra nghiệm thứ ba luôn mình ship son mình cho x bằng trừ 10 đây nó ra nghiệm thứ ba là âm 2,791 thì mình đã có 3 nghiệm rồi Bây giờ mình đã có một nghiệm là một Còn hai nghiệm kia thì mình sẽ lấy an mình nhân với lại pre an Nó kêu là tính tích ba nghiệm mình sẽ nhân với một Thì đây là chính là tích của ba nghiệm mình bấm dấu bằng Wow, rất đẹp Nó ra tích của ba nghiệm là bằng trừ 5 Đây mình, sẽ, mình gọi đây là an Đây là pre an Ba nghiệm thì nghiệp thứ nhất, nghiệm thứ hai là pre an Trong ba nghiệm thì nghiệm thứ hai là pre an và nghiệm thứ ba là an đây Mình lấy tích lại với nhau Đây thì mình nhân được nó ra trừ 5 Vậy thì tích của ba nghiệm mình giải đã được bằng 5 Vậy phương án chính xác ở đây chính là phương án C. Như anh thấy thì để giải một cái phương trình mà nó nhìn nó phức tạp thì chúng ta có thể dùng máy tính Casio. Rồi sau đó chúng ta sẽ giải ra các nghiệm. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng các chức năng gắn cái bộ nhớ của máy tính như An và Prian. Sau đó mình sẽ nhân lại với nhau thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn.